là Trần Hải Nam. Em là La Kim Cúng và em là giám trưởng. Chúng em đến từ trường trung học cơ sở Lý Văn, quận 5. Mình học STEM, chúng em đã tạo ra chậu cây tưới nước tự động nhờ hiện tượng mao dẫn. Tuy nhiên, chậu cây này lại có những nhược điểm như không đủ cung cấp độ ẩm cho cây và phải chăm nước liên tục. Vì vậy, để khắc phục, chúng em đã nghĩ ra cách sử dụng năng lượng sạch là năng lượng mặt trời để tạo ra hệ thống tưới nước tự động nhờ cảm biến độ ẩm. Khi bộ cảm biến độ ẩm nhận tín hiệu đủ độ ẩm, máy bơm sẽ không hoạt động. Khi bộ cảm biến độ ẩm nhận tín hiệu không đủ độ ẩm, máy bơm sẽ tự động. Đây là cái lắp đặt và hoạt động của hệ thống. Khi năng lượng mặt trời sẽ chuyển hóa quang năng thành điện năng và tích trữ trong pin tích điện thông qua mặt sạc. Pin tích điện sẽ cung cấp điện năng cho toàn bộ hệ thống hoạt động. Hệ thống bao gồm relay sẽ nhận tín hiệu từ bộ cảm biến độ ẩm. Khi tín hiệu độ ẩm là thấp thì relay sẽ điều khiển máy bơm hoạt động với hiệu điện thế là 5V. Khi độ ẩm cao, relay sẽ điều khiển máy bơm ngừng hoạt động. Và đây là ống dẫn nước mà mọi sử dụng để tưới cây. Thành công cũng như là kết quả tốt, và xin cảm ơn ban giám khảo đã lắng nghe và